Tuổi Mậu Thìn 1988, sinh con năm 2024 Giáp Thìn có tốt không? Tuổi Mậu Thìn 1988 mệnh gì? Nam và nữ, mạng sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn, tức tuổi con rồng, thường gọi là Thanh Ôn Chi Long, tức rồng trong sạch, rồng ôn hòa, mệnh mộc, đại lam mộc, nghĩa là gỗ gừng lớn. Người sinh năm 1988 cầm tinh con rồng, can chi, tuổi theo âm lịch, Mậu Thìn, xương con rồng, tướng tinh con quạ, con nhà Thanh Đế, trường mạng. Mệnh người sinh năm 1988, đại lam mộc, tương sinh với mệnh hỏa, thủy, tương khắc với mệnh kim và thổ. Cung mệnh nam, trấn thuộc đông tứ trạch, cung mệnh nữ, trấn thuộc đông tứ trạch. Tuổi Giáp Thìn 2024 tư mệnh gì? Nam và nữ 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng, thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức rồng ẩn ở đầm, mệnh hỏa, tức đăng hỏa, nghĩa là lửa ngọn đèn. Người sinh năm 2024 cầm tinh con rồng, can chi, tuổi âm lịch Giáp Thìn, xương con rồng, tướng tinh con rắn, con nhà Bạch Đế, phú quý. Mệnh người sinh năm 2024 Phúc Đăng Hỏa, tương sinh với mệnh thổ mộc, tương khắc với mệnh thủy kim. Cung mệnh nam, trấn thuộc đông tứ trạch, cung mệnh nữ, trấn thuộc đông tứ trạch. Tuổi Mậu Thìn 1988 sinh con năm 2024 có tốt không? Để đánh giá được sự xung hợp với con và tuổi bố mẹ, tuổi Mậu Thìn sinh con vào năm 2024 dựa vào các tiêu chí như ngũ hành, sinh khắc, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp. Để kết luận đánh giá chi tiết sự xung hợp giữa các yếu tố, dưới đây là kết quả cụ thể về sự xung hợp của tuổi Thìn và con năm 2024 giúp bạn đưa ra quyết định lựa chọn năm sinh con hợp với tuổi bố mẹ hay không. Ngũ hành sinh khắc, đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Thông thường, con hợp cha mẹ là tiểu cát 1,5 điểm, cha hợp con là đại cát 2 điểm. Con không hợp với cha mẹ là tiểu hung 0 điểm. Cha mẹ không hợp với con là đại hung 0 điểm. Do đó, chúng ta cần tránh đại hung. Tốt nhất là ngũ hành cha mẹ tương sinh với con bình hòa 1 điểm là không tương sinh và không tương khắc với con. Niên mệnh của con là hỏa, Phúc Đăng Hỏa. Niên mệnh của bố mẹ là Đại Lam Mộc. Như vậy, niên mệnh của bố mẹ tương sinh với niên mạng của con, Mộc sinh Hỏa. Mệnh bố mẹ làm cho con mệnh đại cát 2 điểm. Thiên can xung hợp, thiên can được đánh giá theo chu kỳ 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong thiên can có các cặp tương xung xấu và tương hóa tốt. Thiên can của cha mẹ tương hóa 1 điểm với con là tốt nhất, bình hòa 0,5 điểm là không tương hóa và không tương khắc với con. Thiên can của con là giáp, thiên can của bố mẹ là mậu. Như vậy, thiên can của bố mẹ và thiên can của con trực xung vì mậu khắc giáp, hung 0 điểm. Địa chi xung hợp, địa chi được đánh giá theo 12 chu kỳ 1 năm, tương ứng 12 con giáp cho các năm hợp xung của địa chi, bao gồm tương sinh trong 12 địa chi, 8 địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau, lục xung, 6 cặp tương xung, lục hại, 6 cặp tương hại, tứ hành xung, lục hợp, tam hợp, địa chi của cha mẹ tương hợp 2 điểm với con là tốt nhất, bình hòa 1 điểm
là không tương hợp và không tương xung với con. Địa chi của con là thìn, địa chi của bố mẹ là thìn. Như vậy, địa chi của bố mẹ và địa chi của con phạm tương hình, thìn chống thìn, hung không điểm. Như vậy, kết luận năm 2024 là năm có các chỉ số tương hợp giữa ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ và con ở mức thấp 2,5 điểm. Như vậy, tuổi thìn không hợp tuổi sinh con năm 2024. Những thông tin vừa rồi chỉ mang tính chất tham khảo, các mẹ cũng không quá lo lắng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.